Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức tập huấn quản lý tài chính cá nhân cho doanh nghiệp và nhà khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp được hướng dẫn cách quản lý tài chính khi bắt đầu khởi nghiệp và trong cả quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, cách hạch toán đầu tư và tính giá thương mại. Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả không hề đơn giản, cần phải có cách thức tổ chức thực hiện. Sự giám sát tài chính phù hợp của chủ doanh nghiệp là chìa khóa cho sự phát triển kinh doanh bền vững. Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp cùng trao đổi xác định những rủi ro và thách thức trong quản lý tài chính, cách thức thực hiện tách bạch tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Qua đó giúp các doanh nghiệp trẻ, nhà khởi nghiệp có thêm kinh nghiệm để đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước.